Làng An Bằng. Hồi xưa còn có tiếng gọi là làng Hà Úc. Thì là một ngôi làng mà ai cũng biết đến, đó là thành phố lăng mộ. Những cái lăng nguy nga tráng lệ được nằm tại thôn An Bằng, xã Vinh Thanh, huyện Phú Vang. Hôm nay Yên Vui Hòa Bình đưa mọi người về thăm làng An Bằng. Dạ, thì đây thì thành phố lăng của An Bằng đây mọi người. Hôm nay Yên Vui về làng An Bằng để quay cho mọi người xem cái thành phố lăng, gọi là thành phố ma sang trọng nhất Việt Nam đây. Lúc này Yên Vui đang có mặt tại thành phố lăng mà mọi người đã nghe qua đây mọi người. Đây, những cái lăng đồ sộ nguy nga tráng lệ tại vùng An Bằng của xã Vinh An, huyện Phú Vang, thành phố Huế. Thì lúc này là buổi chiều, em Yên Vui về làm một clip tại đây để cho mọi người biết thêm về thành phố lăng An Bằng. Đây mọi người có thể thấy, đây là những ngôi mộ mà đã làm cũng cách đây là đây 2013, thì cũng cách đây 6-7 năm rồi mọi người, mà đã đồ sộ như vậy rồi. Đây, ở đây thì người ta hình như đua nhau để làm lăng mọi người, lăng mộ. Người ta quan niệm là sống thì cái nhà, thác thì cái mồ, cho nên là ông bà tổ tiên người ta mất thì con cháu về đây làm lăng lâm mộ cho ông bà tổ tiên, rất là nguy nga luôn, đồ sộ luôn mọi người ạ. Những cái lăng này là lên đến tiền tỷ đấy, một cái đến 4-5 tỷ bạc đó mọi người. Ở đây đâu đâu cũng thấy. Đây mọi người có thể thăm thành phố lăng nha, cùng Yên Vui Hòa Bình. Đây, mình mong luôn mọi người. Wow. Đây, bước lên thềm là như giống cái nhà mình, rất là sạch sẽ. Đấy, hình như cũng có người chăm sóc thường xuyên. À, trời, 2018. Cái này là mình thấy là 2018 đó mọi người. Cái này mới làm 2 năm. Wow, rất là nhiều. Quá nhiều luôn. Thì thành phố lăng, thành phố ma được nhiều người biết đến đây, tại làng An Bằng. Đây, mọi người có thể thấy những cái ngôi mộ hàng tỷ đồng được nằm trên một cái nghĩa trang lớn tại An Bằng này. Ở đây là mình thấy còn những cái bãi đất cát này là chưa, người ta có ung sẵn từng ngôi mộ đấy mọi người, là cái này chưa làm. Còn lại là những cái nơi làm rồi thì mọi người có thể thấy những cái lăng mộ rất là đồ sộ. Cái này làm năm 2018, 2008 thì đã đồ sộ như vậy đó mọi người. Tiến lại gần hơn cái ngôi này và rất là nguy nga luôn. Về đây rất là dễ bị lạc đó mọi người. Đi một hồi ra nhớ đường ra luôn, lạc trong thành phố lăng.
thì làng Ăng Bằng được biết đến là thành phố lăng mộ, hay còn gọi là thành phố ma đẹp nhất thành đẹp nhất nước Việt Nam đó mọi người. Ai cạnh này làm 2012 đó mọi người, mà đã đồ sổ như vậy. Đây, những cái cột và những cái nhà bia thì người ta xây thành tầng tháp. Và bước vào trong thăm những ngôi này thì mọi người thấy đây là ngôi mộ của hai ông bà và mọi người có thể thấy có những ngôi thì có mới một người nằm xuống thôi mà người ta cũng làm sẵn để sau này người còn lại, ví dụ như ông bà thì bà mất trước thì nằm trước, mà bà ông mất sau thì sẽ nằm sau, nên người ta cũng làm mồ làm trước rồi mọi người. Rất là nhiều luôn, rất là nhiều ngôi mồ đồ sổ đua nhau xây dựng lên. Đây thì mọi người có thể nghe tiếng sóng biển, biển ở tại vùng ngoài này mọi người. Đây, những ngôi mồ đồ sổ nguy nga tại thành phố Huế đây mọi người. Cái này năm 2004 này. Rất là nhiều, có cả tôn, hai ba tôn giáo, Thiên Chúa giáo và Phật giáo, thì người ta cũng làm có những cái hình ảnh riêng, tượng Chúa bên là tượng Phật, được làm trên ngôi lăng mộ của người thân. Đây là một ngôi rất là nhiều cái cột được dạng bằng gạch đá rất là lãng bóng. Và đây thì mọi người có thể thấy phía trước là có bốn ngôi thì đã có đá và đã làm ngôi mộ, thì có lẽ đây là những người đã nằm xuống, và trong này là chức vị có lẽ là lớn hơn. Ví dụ như đây hàng con thì có nghĩa đây hàng cha mẹ, thì hình như chưa, cho nên vẫn còn hai ngôi chưa làm, thì để sẵn đây mọi người. Đây, cái này cũng một cái tháp nhà bia rất là đồ sộ. Bên cạnh này nữa. À, hôm nay em vui đưa mọi người về thăm thành phố lăng mộ tại Ăng Bằng. Rất chi là nhiều luôn. Rất là nhiều ngôi mộ đắt tiền được nổi lên tại nghĩa trang này. Và vào đây có thể lạc đường lắm mọi người, không nhớ đường ra lắm á. We'll be right back.
người thì không biết đường ra đâu mọi người. Vào đây thì lăng mộ rất là nhiều cho nên là đi rồi cái này sẽ lẫn cái kia, đi vòng một hồi là không biết ra đường nào luôn. Hôm nay đưa mọi người về thăm làng An Bằng, thăm thành phố Lăng tại làng An Bằng này. Đi một hồi lạc thật đó mọi người. Ai là đến đây là dễ lạc lắm. Thì ở Huế, có những cái gì mà lạ và mới, rồi cũng có thể là cũ, thì Yên Vui đều làm clip để đăng lên cho mọi người xem. Trước là giải trí mà sau nữa là cũng biết về cái văn hóa của vùng miền, đặc biệt là ở Huế. Thì em xin bằng phép đi quay những cái nơi làng quê rồi thành thị để đăng lên cho mọi người biết thêm về Huế. Mọi người xem này, yêu mến Yên Vui thì đừng quên nhận like, chia sẻ cho nhiều người được xem, và ai chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký để theo dõi những clip mới của Yên Vui. Đây là những cái ngôi mộ mà gọi là thành phố lăng mộ tại làng An Bằng Huế đây mọi người nha. Giờ mình không biết đi ra lại ngã nào luôn. Lạc thật đó mọi người, lạc thật đấy. Đây, mọi người cùng tham quan Yên Vui nha. Nguy nga tặng lệ. À thế là chắc đi ra hướng này quá. Đây, mọi người xem. Rất là nhiều ngôi mộ đẹp tại đây. Thì có lẽ một mình thì không thể đi tìm ra những cái ngôi mộ mà mới đây nhất được. Vì giờ mà hỏi ra thì cũng đi cũng lạc đó mọi người. Vì đi đây thì em đi có một mình, mà giờ mà hỏi thì không biết đi kiểm sao luôn. Thì đi đến đây mới có một hình như một góc của cái thành phố Lăng này, và đã nguy nga như vậy rồi. Clip cũng dài luôn rồi, thì hùng hồ đi tìm cho ra những cái ngôi mộ mà đắt nhất ở đây thì có lẽ tìm ra đó mọi người. Cho nên là cho phép Yên Vui chỉ quay qua những cái ngôi mộ có cũ có mới này để cho mọi người được xem thôi nhá. Có cơ hội thì có người thân hay là đi cùng với ai thì Yên Vui sẽ về đi tìm những cái mộ mà mới nhất, đắt nhất ở đây để quay lên cho mọi người được xem. Rồi, đây là một ngôi mộ mà hình như cũng gia đình luôn mọi người. Mình thấy rất là nhiều ngôi trong người ta xây quy là đây. Đây, rất là lớn. Rồi, cho phép Yên Vui dừng clip ở đây mọi người nhé. Tạm biệt mọi người nhé. Hẹn gặp lại mọi người clip sau. Bye bye, chào mọi người.